này để bán ấy. Bây giờ bắt đầu nó mới có cây nặng. Văn Trấn cây này là cây 12 tuổi nhá. 12 tuổi cây trồng 12 năm đấy. Cây này gốc 3 thân cực kỳ đẹp này. Tán cái này là tán phải tay nhá mọi người nhá. Ngang tán một phải tay. Ngang tán một phải tay và hoa sai lúc nỉ luôn. Quay vào cái điện thoại này của em nhìn nó còn hơi mờ đấy. Quay vào cái điện thoại kia thì nóng lại không chịu nhiệt. Thì cái điện thoại kia phải chờ lát nữa. Cuối buổi chiều em quay. Hàng 12 tuổi, cây một bệ ba gốc nhá. Cây này là một bệ ba gốc và gốc của nó rất là đà già đanh, mẫu đơn cổ Văn Trấn, hoa màu đỏ cờ và một đặc điểm làm nên thương hiệu cây mẫu đơn cổ Văn Trấn. Nếu bác nào theo dõi live của em thường xuyên từ năm ngoái cho đến bây giờ thì mọi người biết là thì cây mẫu đơn cổ Văn Trấn bây giờ trên thị trường nó cực kỳ hiếm luôn nhá. Bây giờ trên thị trường nó có hai loại mẫu đơn đỏ, đó là đỏ Văn Trấn và đỏ cờ. Cái màu cờ nó gần giống màu Văn Trấn nhưng mà nó không thể đẹp bằng Văn Trấn được. Văn Trấn lại nó là dòng mẫu đơn đẹp nhất và đắt giá nhất ở dòng cổ, gần như là nó biến mất trên thị trường, gần như là biến mất luôn, rất là ít vườn có mẫu đơn cổ Văn Trấn. Thường bây giờ trên thị trường là hàng mẫu đơn Văn Trấn Nai là một là hàng Nai hoặc là hàng cờ ta, còn hàng phần cổ Văn Trấn bây giờ rất ít vườn có, rất ít vườn có. Và cái vườn này của nhà em là một trong những vườn hiếm nhá. Cây nhá, em quay sát thân cho mọi người xem này, chỉ có mẫu đơn cổ Văn Trấn mà mới có những cái thân đẹp như thế này. Thân này mọi người nhìn này, cái thân nó già nhá. Cái dòng mẫu đơn cổ càng già thì nó sẽ có cái hiện tượng thân nứt ra cả xấu này, mọi người nhìn này, nhìn cái thân nứt rất là đẹp này. Cái gốc của nó này nứt toác ra luôn. Nếu mà làm mà là đơn thường ấy, đơn thường khi cây nó già nó to thì cái da nó chỉ sần sùi một tí thôi. Đơn già ấy, thì khi cái đơn mẫu đơn thường ấy khi cây nó già nó chỉ sần sùi một tí thôi, da nó chỉ xù xì nó không nhẵn bóng nữa. Nhưng mà riêng thằng Văn Trấn đây này, khi nó già thì thân nó sẽ nứt ra cả xấu như thế này. Nó sẽ hiện tượng thân nứt như này, nứt rất là đẹp luôn. Đấy, nó có hiện tượng nứt thân như này. Và cây thân càng nứt già thì càng thể hiện cái độ đẹp, độ đẳng cấp của cây nhá. Đấy, cây rất là đẹp này. Em đo vanh một thân cho các bác xem. Đây là cây ba thân thì em đo vanh một thân cho mọi người xem nhá. Em đo vanh một thân cho mọi người xem. Vừa là em đo cho khách ấy là vanh của cây này là vanh 18 đấy ạ. Đấy 19 luôn này. Vanh 19 luôn này các bác này, đo bằng thước dây này cực kỳ chuẩn luôn nhá. Vanh gốc là vanh 19 này. Thân cực kỳ già luôn mà vanh gốc của nó vanh to nhá, vanh 19 ạ. Bác nào quan tâm thì qua Zalo số điện thoại em là 0911 451210 thôi em. Ở bên ngoài màu sắc nó còn đỏ rực rỡ tươi sáng hơn nhá, cái điện thoại này của em nó hơi lởm tí. Xuất sắc luôn này ạ. Đấy. Bác nào quan tâm thì qua Zalo số điện thoại em là 0911 451210. Bây giờ em quay, bây giờ đến sáng mai em sẽ quay lại một lượt nữa. Dòng mẫu đơn cổ Văn Trấn ạ. Một trong những giống mẫu đơn mà bán chạy hàng nhất trên thị trường. Đây, cây này là cây đẹp này, nhưng mà mọi người nhìn đã thấy nó không bút mắt là bởi vì nó hoa nó vừa tàn hết này. Cây này là cây tán cực kỳ to này, nhưng mà cái hoa nó vừa tàn. Cây này hoa nó vừa tàn nên mọi người nhìn đã thấy nó không bút mắt, nhìn đã không để đã mắt bằng cái cây vừa rồi em vừa quay. Nhưng mà tán nó cũng ngang, tán của nó cũng là sải tay đấy ạ. Cây này cũng là cây cực kỳ già cây nhá, cây này là cây 5 thân. Mọi người nhìn cái gốc của nó quái nhá, quái thú luôn. Cây này gốc của nó 5 thân này, mọi người nhìn cái da của nó này. Già đến nỗi mà nó mốc hết cả da luôn. Cây 12 tuổi nhá. Cây này cây 12 tuổi. Nói thật với các bác là cái thằng này là nếu mà là nó làm mà là hàng trên chậu, mà các bác đi mua hàng cốt chậu người ta, người ta phệt cho các bác cái cây này em đo thân một cây nhá. Chờ lát.
vanh 15 này mọi người này. Cây này là vanh 15 này. Vanh gốc vanh 15. Ở đây cây này 5 thân thì có 4 cây thân vanh dao động từ 14 đến 15. 4 cây thân dao động từ vanh 14 đến 15 và một thân nhỏ này thôi, một cái thân nhỏ này. Đấy, còn lại là thân gốc của nó. Đây là một bệ nhá, lên từ một cái bệ đấy ạ, một cây chứ không phải nhiều cây chập làm một đâu nhá. Bởi vì ngày xưa ấy, thì cây này là cây rất là nhiều tuổi rồi. Ngày xưa thì người ta chưa có cái mốt chơi cây một thân, mà chơi đều là chơi cái vòng bụi thôi, đều chơi cái vòng bụi nhiều thân, chứ người ta chưa có mốt chơi cây một thân nhá các mọi người nhá. Cây là cây 12 tuổi này. Bắt đầu ưng cái này thì